Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Bất Đậy. Ok, thì đến với trận đấu ngày hôm nay, chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành nhá. Hôm nay thì mình đang đến một cái nơi rất là xa xôi, đó chính là cái đảo Dừa, một trong những cái nơi mà gắn bó với kỷ niệm làm YouTube của mình. Có bạn đây cùng với mình kìa. Anh em nào mà không biết ấy, thì ngày xưa khi mà mình mới bắt đầu làm về Free Fire ấy, thì mình có làm một cái video là khám phá đảo Dừa. Nó là một trong những cái video đầu tiên của mình về Free Fire này. Anh em nào mà chưa xem ấy, hoặc là muốn biết mình ngày xưa làm YouTube như nào ấy, thì anh em có thể vào kênh của mình. Sau đó anh em sang cái chỗ video ấy, và anh em ấn vào cái chỗ ngày thêm và chọn cái ngày thêm cũ nhất, thì anh em sẽ thấy những cái video đầu tiên mình làm về Free Fire. Đó. Nói chung là ngày xưa làm ấy, mới bắt đầu nên là kiểu ngáo lắm anh em ơi. Thôi, có nhiều anh em bảo là reaction lại những video đấy đi, nhưng mà thật sự là mình thấy nó cứ ngại ngại kiểu gì ấy. Đợt nào mà hết ngại thì mình sẽ làm cho anh em. Còn anh em mà muốn xem trước thì có thể vào và xem trước cũng được. Từ cách chào, từ cách nói chuyện, rồi tất cả mọi thứ, anh em xem và xem, kiểu nó buồn cười cực kỳ luôn. Tại vì là cái thời đó mình mới làm YouTube mà, mình cũng đâu biết gì đâu, mình cứ làm thôi. Và nếu như mà anh em nào trong kênh của mình mà cũng có hứng thú làm YouTube ấy, thì anh em có thể xem lại những cái video của mình để anh em lấy động lực nhé. Tại vì ngày xưa ấy, mình làm nó buồn cười cực kỳ luôn. Nó vừa buồn cười mà trong nó lại kiểu ngơ ngơ ngơ. Có người anh em ơi, có người. Yếu nè. Mình xin nhá. Ok, kill đầu tiên. Có luôn cây adut. Anh em cứ xem đi, xong rồi anh em học làm YouTube. Thì dĩ nhiên là ngày đầu tiên thì ai cũng vậy rồi. Và khi mà mới bắt đầu làm thì ai cũng lơ nga lơ ngơ cả rồi. Đến mình ngày xưa cũng lơ nga lơ ngơ mà. Có một cái quan trọng nhất, đó là anh em có dám làm hay không, và anh em có tự tin để làm hay không. Đấy, đừng nản nha, cứ làm đi, xong rồi anh em sẽ nhận được thành quả mà thôi. Cũng có nhiều anh em nhắn tin cho mình, rồi gửi email cho mình, rồi kêu là chỉ cách làm YouTube với. Thực sự là làm thế nào mà mình chỉ được hết anh em, tại vì nó có quá đông anh em ạ. Ui, bạn này như kiểu tốc biến ấy nhở. Ghê đấy. Nào, nói ra. Nói ra. Nào. Không lòi à? Khôn ghê ta. Nè, lòi ra. Nữa đi. Ui, bạn chạy rồi anh em ơi. Về cái vụ mà hướng dẫn anh em ấy, thì thực sự là không thể nào mà hướng dẫn hết được tất cả mọi người được. Có mỗi một cái mà mình muốn chia sẻ với anh em là anh em hãy cứ làm theo cách của anh em, làm theo cái cách mà anh em ưa thích nhất. Đi đâu hả bạn ơi? Ui, mình mới bắn có một viên bạn chết rồi. Khi mà anh em làm theo cái cách mà anh em ưa thích nhất, hay là nói đúng hơn là làm vì đam mê á, không phải là làm vì tiền, thì lúc đấy anh em cứ làm, từ dần dần nó sẽ phát triển lên. Còn bây giờ ấy, thì thực tế là mình thấy có một số bạn nhá, có một số bạn chứ không phải tất cả nha, thì các bạn ấy thấy YouTuber kiếm được tiền nên là các bạn ấy bắt đầu lao vào các bạn làm. Nhưng mà thực sự thì làm như thế nó không ăn thua anh em ơi. Tại vì cái chính của các bạn ấy là tiền chứ không phải là vì đam mê nữa rồi. Làm như thế thì nó dễ nản lắm. Có tiếng bước chân anh em ơi. Từ từ. Trên lầu này có người. Một con nàng thần quyền à. Mình lại không hề có lựu đạn nữa mới đau chứ. Ngon thì xuống đây. Nè bắn đi nè, nè bắn đi nè. Ok, mình xin. Nín thở bắn anh em ạ. Hình như là có bạn nào đó biết mình. Bạn ấy đang cua dao kìa. Nhưng mà bạn gì ơi, mình không thích team up đâu. Mình bị lừa nhiều lắm rồi. Cầm súng lên bắn đi. Hay à, nấp nhanh đấy. Mình bị lừa nhiều lắm rồi. Nên thôi, bỏ nha bạn ơi. Ui, trên kia có người kìa. Toàn thế nhở, giết bạn bên dưới này trước. Đó, xong này. Còn anh chàng bên trên. Ui, vào đầu luôn kìa. Phê chưa? Mình cứ nghĩ là nó vào người thôi, ai dè nó vào đầu. Nhiều khi hay cũng không bằng hên đấy mà. Không có đồ gì à? Để mình lên xem là anh chàng ở trên kia có đồ gì hay không. Hôm nay thì mình bắn UMP cộng với lại cây AWM nhá. Hay là anh em hay gọi là adup đấy, hoặc là AWM cũng được.
Tại vì là mình đang bắn adup nên là mình muốn có một cây bắn cover cây adup này. Shotgun thì bỏ đi. Nghi nghi là trong nhà lờ cái có người. Nhưng mà thôi, bỏ đi anh em ơi, lên cổng trời kiếm người khác vậy. Mình thích bắn tỉa từ xa hơn là thích solo kiểu cận chiến. Mình thì chỉ bắn ở tầm xa thôi nha anh em, còn tầm gần thì mình hơi hơi yếu một tí. Có người chạy này. Đi đâu bạn ơi? Này thì chạy này. Làm gì mà lao như tên lửa đấy bạn ơi. Bị nương đi lạc anh em ạ. Nhưng mà mình không hiểu là bạn ấy bị ai rượt mà bạn ấy chạy như là tên lửa vậy. À, đồ này anh em ơi. Ui, vũ hồn. Cái chỗ này thì chắc chắn. Ui, bên kia người anh em ơi. Đang giải quả mìn. Làm gì mà căng thế hả bạn ơi? Lại cua à? Này thì cua này. Cầm súng lên bạn ơi. Cua vài cái là mình biết là bạn của mình rồi. Nhưng mà phải cầm súng lên bắn nhau mà thôi. Xong nha. Ui. Lại có người đến hỏi thăm nữa à? Căng ghê nhờ. Thôi, mình én đây. Ui, đến đây rồi cơ á. Nhanh thế. Công kìa. Này thì công này. Phía sau bạn có người kìa. Lịp đạn này bạn ơi. Ok. Xong con ong. Công mình mà dễ à. Khí cầu lại đến gần. Bắn tường băng này. Nhưng mà hết rồi còn đâu. Ồ đúng một trái anh em ạ. Góc trường học ban nãy mình nghe có tiếng súng. Đâu rồi? Thanh niên ở đây đâu rồi? Thôi, không còn ai thì mình rút thôi. Hai trăm năm mươi mốt viên tiểu liên, em thấy ghê không? Cứ nhặt thôi, còn dùng hay không thì đấy là chuyện của sau này. Ui, có người lút đồ kìa. Ui, mình lộ rồi. Yếu nhá. Ok, may quá. Cái pha đó mình cũng hơi ngáo. Đáng ra là mình đứng im mình bắn cây adup có phải là ngon được không? Nhưng mà dù sao thì cũng may rồi, thắng rồi mà. Bô bo thế nào? Phía sau thì không có ai. Trên trời có người kìa. Đỏ tâm em ơi. Đỏ tâm này. Hết sọt rồi nha. Bên nhà gà có người. Ý quên, bên nhà lờ chứ. Dạo này mình hay bị nhầm thế. Bãi chạy kìa. Chạy đi đâu? Anh em thấy ghê không? Không thấy người nhưng bắn vẫn trúng. Đấy người ta gọi là hên đấy. Bạn đâu rồi? Mình sẽ chờ anh em ạ. Mình có nên ke bạn đấy hay vào vo ta? Bạn ấy cũng đang ke mình kìa. Làm gì kìa? Bạn ấy tính leo nóc cây xăng à? Vui ghê nhở. Ui, sao mình cảm giác bây giờ cái cây MP5 nó yếu vậy ta? Biết thế mình cầm cây P90 hoặc là UMP thì ngon rồi. Đâu rồi? Bạn đâu rồi? Chạy à? Mình ở phía sau nè. Bơm máu kìa. Ai cho bạn bơm máu? Này thì nhảy này. Nhảy lắm thì gãy chân. Chúng ta vô bo thôi. Bo thùi anh em ạ. Không đùa với cái bo này đâu. Toàn đấy. Cái bo tiếp theo của chúng ta nó khá trống anh em ạ. Và anh em có tin với mình là kiểu gì thì kiểu một trong hai cái trò trước mặt có người không? Cái bo này thì nghi lắm. Nếu mà anh em mà từng gặp cái bo này, hoặc là nếu mà sau này mà anh em gặp cái bo này ấy, thì đừng bao giờ lên trò nhá. Kiểu gì thì kiểu trên trò có người đấy. Nhưng mà từ từ anh em ơi. Hình như là không có thật anh em ạ.
tại vì mình không có người kìa. Ui, tháp đồng hồ cũng có người cơ à? Bên kia cũng có người kìa. Bông kêu mất rồi. Thôi mình lên chòi ngồi vậy, chòi này không có người mà. Ui, từ từ nha mọi, có người, có người. Yếu này. Ok, vũ hồn. Mình cứ nghĩ là không có người cơ, tại vì là mình chạy như thế kia mà bạn ấy không bắn mình. Bạn ấy mà lòi ra bắn mình vài viên là mình toang cái đầu rồi. Anh em thấy không, cái anh chàng ở bên cái chòi bên kia bắn rất là nhiệt tình, bắn mệt nghỉ luôn. Đây, để mình gạt giò cho. Bắn bông keo đi bạn ơi, mình gạt cho. Đó, cái này thì mình làm được. Ngon thì bạn công lên đây. Như vậy là chúng ta còn hai người, một anh chàng ở bên tảng đá, một anh chàng ở bên dưới tường băng màu đen. Mình thì là người lợi nhất. Đấy, công đi. Đấy, lựu đạn đấy. Né đi. Mình thì cũng phải xuống thôi, tại vì bo vào rồi mà. Ngu gì mà ngồi cái chòi đấy. Bắn nhau đi. Yếu này. Ui, thế mà không chết kìa. Căng chưa. Biết thế mà nãy mình không ném tường băng xong. Ủa, một bạn chết được kìa. Rồi, như vậy còn mỗi một người. Nè, ghê đấy, ghê đấy. Ok, cuối cùng thì cũng xong. Quá nhanh anh em ạ. Rồi, như vậy là trận đấu ngày hôm nay của mình lại tiếp tục nhân giống rồi. Nếu như anh em có bất kỳ băn khoăn hay là có ý kiến gì về video của mình thì anh em cứ để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một buổi tối thật tốt lành. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.